Ơi. Rồi đi liền. Ba đang quay nè, đi nè. Ba đây, ba đây. Khang ơi, Khang. Khang ơi. Con thấy đằng kia có cái đảo mà có mấy bồn chầu mà ở ngoài đảo không? Thấy chưa? Đó, cái đó cái cảng đó. Cái cảng hải quân với cái cảng của dầu khí đó thấy không? Hả? Lúc mà qua hồ người lớn đó, hồ người lớn á, không phải. Ra bốn biển. Vậy hả? Ừ. Đẹp quá hả? Cái này đẹp, cái hoa trắng đẹp lắm nè Dân. Ừ. Nó nở hồ màu trắng đẹp nè. Ra bốn biển. Đi nào ơi. Ba ơi. Ơi. Hồi nãy qua hồ người lớn á. Ừ. Khoái là khoái cái ông kia. Nãy con có biết bơi chưa? À. Con đã biết bơi rồi nè. Mà ông nhìn cái mặt ông là biết không thông tin này. Thì con nói là. Thì ba phải xác nhận đó. Con nói là con bơi. Con thi bơi cấp quận rồi. À. Xích vô xe kìa, xe xích vô. Trên núi có thánh giá kìa. Dưới này có gì không? Ủa sao ông xuống đường này? Sao xuống đường này đi lên vòng đường đó? Xuống đường này nè. Đường xuống đường kia quên. Quay như quay đám cưới vậy, thấy không? Đâu cái chồng rồi ba. Đâu? Trang đâu rồi? Nhiều đủ rồi. Trời cảm giác mạnh nhiều đủ. Có tạc tạ đâu cao mà. Rồi cuốn xanh trong miệng vậy. Quay. Quay vòng vòng quá. Chơi ba. Đây, vào đây. Nắm tay nó đi. Nắm tay rồi hụt chân nha con. Độ lớn à. Lớn, đạp chân. Nắm cục cụ quá. Từ đi kìa.
trong đoàn mình lúc nào cũng có người đạo hồi theo hết trơn. Em đâu biết cách mặt của anh quay quay hoài nữa. Tao chụp hình mày với anh Lâm ở cái chỗ mà bài bắn súng nó tưởng đâu một lúc đấy á. Thì vô vô là ta mở lên liền. Có người chơi mà. Có. Rồi bước vô. Dạ. Đi với chú Huy đi kìa. Dạ, chú Huy với con nghe chưa? Mời chú Huy đi được không? Chú Huy tới. Đâu sợ teo nữa đâu. Vô đi, vô đi. Chúng ăn được chứ, giờ tôi vô đó chưa?